Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu tới các bạn bộ motor cổng tay đòn hàng V2 24V nhập khẩu Italia ha, các bạn. Này thân motor bằng hợp kim nhôm đúc ha. Này mình sẽ chụp cái hình ảnh chi tiết rồi mình quay clip chi tiết với mình quay cái cách mà cái cổng đóng mở vận hành cho các bạn xem. Thì các bạn xem hết clip ha. Thấy hay nhớ bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều clip tiếp theo của mình ha. Mua hàng thì liên hệ theo số điện thoại của mình là 0912539679, thì bên mình là giao hàng toàn quốc ha, nhận hàng và thanh toán tiền. Thì trước khi gửi hàng cho các bạn, mấy anh em thợ mà chưa biết lắp thì bên mình có đấu nối cài đặt sẵn ha. Hàng này đang đấu nối cài đặt sẵn rồi, thì chuẩn bị gửi đi cho khách nè, sẵn đem ra quay cho các bạn xem luôn. Trên motor có tem mạc của hãng các bạn, của hãng V2, thì có tem của hãng của hàng nhập khẩu Italia các bạn. Thân nó là bằng cái hợp kim nhôm bạn, nguyên khối, đúc nguyên khối luôn. Này nó thiết kế ngoài trời là chống mưa gió luôn, an toàn sử dụng ha. Này EB54 á, là chống thấm nước. Cái loại motor này vừa lắp đặt cho cái cánh cổng là hai cánh, vừa lắp được cho cửa bốn cánh ha các bạn. Motor nó ngắn á, thì nó sẽ lắp được cho cổng bốn cánh hiệu quả hơn. Nó có cái dưới motor nó có cái bát để mình có ốc cái lục giác á, để mình chỉnh cái hành trình đóng mở đó các bạn. Ở đây cái màu sơn của cái motor cũng rất đẹp, nhìn rất là đẹp luôn. V2 Made in Italia. Rồi các bạn mua hàng thì cứ nhắn tin cái địa chỉ hay cái số điện thoại của các bạn. Thì bên mình sẽ tiến hành mình đóng hàng gửi hàng đi thôi. Bên mình giao hàng theo đường Viettel Post đó, các bạn nhận hàng là thanh toán tiền ha. Giao hàng tận nhà cho các bạn luôn. Thằng này về ai lắp cũng được các bạn ạ. Chỉ cần thợ sắt là biết lắp được thôi. Lắp hai cái bát lên trên cột cổng, rồi gắn cái motor lên trên cái cánh cửa. Còn cái phần đấu điện với cài đặt lập trình thì mình làm sẵn cho các bạn rồi, thành ra là về ai lắp cũng được hết ha các bạn. Lúc mình giao hàng cho các bạn thì các bạn lưu ý là cái cánh mở trước với cánh mở sau, các bạn lưu ý là cái cánh mở trước thì mình có ghi chú cho các bạn là cánh mở trước á, còn cánh mở sau ghi mở sau sau. Thì các bạn khi mà lắp lên trên cái cánh cửa cổng mình á, thì cái cánh nào mở trước lắp đúng lên là được rồi ha các bạn. Dây điện thì khi mà trước khi tháo ra nhớ quay phim chụp hình lại cái đã rồi hãy tháo. Tháo ra xong thì lỡ có quên thì biết đường coi hình ảnh lại để biết đường đấu lại ha các bạn. Rất là đơn giản ha. Rồi thấy hay nhớ cho một like ha, nhớ bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều clip tiếp theo của mình ha. Rồi, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.